Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với X Studio. Sau màn ra mắt có thể nói là vô cùng ấn tượng của chiếc smartphone có thể coi là kẻ bán phá giá nhất thị trường, chính là chiếc Redmi Note 7. Mọi ánh mắt cũng như là mọi sự so sánh hay ý kiến đánh giá về chiếc smartphone này có khoảng 70% là tích cực. Điều này chứng tỏ rằng độ hot cũng như là màn chào sân của thương hiệu con Redmi sau khi tách ra khỏi Xiaomi là vô cùng ấn tượng. Thế nhưng mà vô hình chung, chiếc Redmi Note 7 này có khả năng cao là sẽ giết chết những người đàn anh cùng cha khác mẹ của mình. Trên tay mình đây đang là một chiếc Xiaomi Mi 8 Lite. Và đây có thể coi là chiếc smartphone có nguy cơ cao nhất bị Redmi Note 7 giết chết. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu trong video này xem chiếc Redmi Note 7 có phải là rào cản lớn nhất, cũng như là liệu có còn cửa sống nào cho chiếc Mi 8 Lite của Xiaomi hay không. Khoảng cách một chút, nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm Mi Xiaomi Mi 8 Lite, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại trụ sở của Xiaomi, cũng như là click vào đường link để phần mô tả của video nhé. Có một điểm mình cần làm rõ cho các bạn, đó là việc tách Redmi ra là một thương hiệu con thì không ảnh hưởng đến doanh số cũng như là lợi nhuận của Xiaomi hết. Cũng giống như là Oppo hay Vivo thì doanh số bán hàng của Pocophone hay là Xiaomi có bị ảnh hưởng do các dòng máy của Redmi đi chăng nữa thì cũng không sao cả, khi mà tiền thì cũng chỉ chảy về túi của Xiaomi mà thôi. Vậy thì lý do vì sao mình nói Redmi Note 7 ra mắt thì Mi 8 Lite khó sống? Lý do đầu tiên là về thiết kế. Cả hai chiếc máy Redmi Note 7 và Mi 8 Lite đều sử dụng chất liệu là kính và khung kim loại. Màu sắc thì các bạn có thể thấy là màu sắc của cả hai mẫu máy này đều có phần tương tự nhau. Không biết các bạn có thấy tai thỏ hay giọt nước ổn hơn? Cá nhân mình thấy tuy mình không thích tai thỏ lắm, nhưng mà xét về giọt nước thì mình vẫn thấy Oppo xử lý cái màn hình giọt nước tốt nhất trong các hãng sử dụng cái thiết kế này. Cái giọt nước đấy thì nhìn liền lạc, mềm mại và đỡ khó chịu hơn. Còn những giọt nước trên máy Xiaomi hoặc Huawei thì cá nhân mình thấy nó không có thiện cảm cho lắm. Thà để tai thỏ cho xong. Thế còn ý kiến của bạn ra sao? Hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Còn với mình thì thiết kế nhìn chung, chiếc Mi 8 Lite sẽ là chiếc máy mà khiến mình có cảm giác là mình sẽ lựa chọn nó hơn là chiếc Redmi Note 7. Thứ hai là xét về thông số vô hình. Cả Redmi Note 7 và Mi 8 Lite đều sở hữu con chip tầm trung vô cùng hot trong năm vừa qua, đó chính là con chip Snapdragon 660. Cả hai đều sở hữu mức RAM tương đồng là 4 và 6GB, một như trong là 64GB. Chiếc Mi 8 Lite của chúng ta sẽ có thêm phiên bản với bộ dung lượng bộ nhớ trong lớn hơn là 128GB. Còn chiếc Redmi Note 7 thì lại có thêm một phiên bản cấu hình thấp hơn là RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Và đây cũng sẽ là phiên bản rẻ nhất. Giá ở nội địa đâu đấy chỉ khoảng 3,3 đến 3,4 triệu đồng gì đó. Cả hai máy này thì đều có cấu hình chính là ngang nhau. Vậy thì lựa chọn máy nào cũng được đúng không? Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói đến một số thứ khiến chiếc Redmi Note 7 có phần nhỉnh hơn. Thứ nhất là đến từ cụm camera. Cụm camera trên chiếc Xiaomi Mi 8 Lite sẽ có cụm camera sau có độ phân giải là lần lượt là 12 megapixel và 5 megapixel này. Trong khi cụm camera trên chiếc Redmi Note 7 lại có độ phân giải khủng lên đến 48 megapixel ở camera chính và có kích thước điểm ảnh là 0,8 micromet. Camera phụ có độ phân giải là 5 megapixel. Nghe đến đây chắc hẳn các bạn sẽ thấy rõ ràng là xét về cùng cấu hình, Redmi Note 7 có camera ngon hơn rồi thì rõ ràng sẽ phải chọn Redmi Note 7 rồi đúng không? Nhưng mà chưa chắc đâu. Bởi vì nếu như các bạn chưa biết thì con chip Snapdragon 660 chỉ hỗ trợ camera với độ phân giải tối đa là 25 megapixel ở camera đơn và tối đa là 12 megapixel đối với camera kép. Vậy nên thông số 48 megapixel trên chiếc Redmi Note 7 chỉ là hình thức thôi đúng không nào? Có lẽ là máy sẽ sử dụng thuật toán nào đấy để ghép các pixel lại để tạo thành một bức ảnh có độ phân giải lên đến 48 megapixel. Và mong các bạn cũng đừng quên, chiếc Redmi Note 7 là máy ở phân khúc tầm trung giá rẻ. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều chất lượng ảnh. Các bạn là có mấy fan trẻ trâu mồm hay kêu đấy, giá rẻ thì có cam phủ. Xong đến nói đến chất lượng ảnh không tốt thì lại nói là đấy, chúng mày đòi hỏi quá nhiều ở cái mức giá tầm trung giá rẻ thì làm gì có. Logic ở đâu? Camera trên chiếc Mi 8 Lite không phải thuộc hạng xuất sắc nhất, nhưng mình đã có trải nghiệm chụp ảnh trên chiếc máy này. Cụm camera này đem lại chất lượng ảnh rất là tốt trong điều kiện đầy đủ sáng. Chụp ảnh trên zoom xóa phông cũng là tốt, chủ thể ít bị lẹm đi. Và chụp ảnh thiếu sáng thì bạn cần phải giữ chắc tay một chút. Và nếu như các bạn thích bọc vạch thì có thể sử dụng một vài chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp để chỉnh sửa một vài thông số sao cho phù hợp, thì những cái bức ảnh chụp ra ở chế độ thiếu sáng vẫn khá là ổn. Ngoài ra chiếc Mi 8 Lite còn hỗ trợ cho bạn quay video độ phân giải 4K 30fps. Còn chiếc Redmi Note 7 thì theo mình tìm hiểu được thì tối đa là Full HD 120fps mà thôi. Camera trước cũng có thể nói là một phần cứu cánh trên chiếc Mi 8 Lite khi mà máy có cụm camera trước có độ phân giải lên đến 24 chấm so với chỉ 13 chấm trên chiếc Redmi Note 7. Và chất lượng ảnh chụp selfie thì không có gì phải bàn cãi rồi. Chi tiết tốt, nước ảnh khá là đẹp và nhiều chế độ chụp ảnh hay ho. Pin pin thì không phải nói rồi, chiếc Redmi Note 7 thì pin trâu là đặc sản rồi. Mi 8 Lite chỉ với dung lượng pin hơn 3000 một chút thì khó lòng đối đầu lại được. Cái lý do thứ ba và chính là cái lý do mà khiến các bạn sẽ chọn mua mẫu máy nào đó chính là giá bán.
Như mình đã nói thì Redmi Note 7 thuộc phân khúc tầm trung giá rẻ, và như các bạn đã biết thì giá cho phiên bản rẻ nhất của Redmi Note 7 ở phiên bản nội địa chỉ là khoảng 3,3 đến 3,4 triệu đồng cho phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Còn Mi 8 Lite cho phiên bản rẻ nhất tại sân Redmi tham khảo được là khoảng hơn 5 triệu, sẽ ngang ngửa với phiên bản cấu hình cao nhất của Redmi Note 7. Nhưng mà như mình đã đề cập ở trên, chiếc Redmi Note 7 có thể nói là có thông số camera 48 megapixel thực sự khi mà nó chạy con chip Snapdragon 675, tức là sẽ là phiên bản Redmi Note 7 Pro. Như vậy, mình khẳng định giá bán của chiếc Redmi Note 7 Pro sẽ cao ngang ngửa, thậm chí còn cao hơn chiếc Mi 8 Lite nữa cơ. Tin chung lại thì những chiếc Redmi Note 7 có thể là kẻ giết chết những cái biến thể khác của dòng điện thoại Mi, điển hình là chiếc Mi 8 Lite trên tay mình đây vì giá bán, cấu hình lẫn thiết kế. Nhưng mà những chiếc Mi 8 Lite vẫn là một chiếc máy đáng mua khi nó thuộc phân khúc cao cấp hơn so với lại chiếc Redmi Note 7. Ý kiến của bạn là sao? Các bạn có nghĩ rằng những cái biến thể của dòng Mi, đặc biệt là chiếc Mi 8 Lite trên tay mình đây sẽ còn cửa nào để sống hay không? Các bạn sẽ mua chiếc máy nào? Mình nghe nói chiếc Redmi Note 7 cũng sẽ được bán chính hãng và phiên bản là chạy chip Snapdragon 675 sẽ ra sau và được đưa về Việt Nam sau. Mình sẽ cố gắng làm bài trên tay và đánh giá cũng như là so sánh chi tiết hai chiếc máy này cho các bạn sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.